tay trắng cùng nhau dệt mộng vàng. Hôn lễ nghèo nàn em chỉ ước cầm áo thiếu hoa với nàng, hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu, để giao ước tôi trao nàng nhận cưới, em khăn hồng thêu cành hoa mai. Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang, tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng. Ngày hôn lễ châu bầu chỉ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu. Ngờ đâu xây đứt lìa đàn đủ chia vui đi bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ em ơi, hãy lòng đến quý vị. Nhạc của chú Hoài Linh cùng với là chú Vinh Sử nghe là đã đảo nùng rồi, mà với phần thể hiện trên sân khấu của hai cô gái mà không đến được với hai chàng trai, nó càng da diết vào sầu thảm hơn, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị bốn giọng hát theo thứ tự từ trái sang phải. Ở vị trí số 1, Trung Nghĩa, Mỹ Phụng, Thúy Vân và Hoàng Nghi. Cảm ơn bốn bạn. Thưa quý vị, trong bốn bạn này thì Nguyên Khang biết được một bạn đó là Trung Nghĩa, đã từng có dịp gặp gỡ nhau trong một cái chương trình khác. Thì thật ra là giọng của Nghĩa Nguyên Khang nghe và thưa quý vị, em rất là thích giọng hát của một nam ca sĩ, mà khi nghe giọng của Nghĩa thì đã nhận ra và rất là yêu mến. Chắc là nhiều người cũng nói giọng em cũng giống một chút gì đó, giống anh Quang Lê đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, thế thì nhân đây sẵn tiện em có cái bài nào mà của anh Lê mà em thích em hát tặng anh cái được không? Mà bài nào mà người ta nhận xét em hát giống anh Quang Lê nhất á? Thì bây giờ em xin phép được tặng cho anh Quang Lê một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoài Linh, ca khúc được mang tên Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Ok. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xõa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Cảm ơn Nghĩa rất là nhiều. Thật ra là hôm nay nhìn trên sân khấu có một cái màu sắc mà rất là thú vị, làm cứ bâng quơ hoài. Cái áo của Nguyên Khang và cái dàn hoa đằng sau
có đúng hai tông màu xanh và đỏ luôn. Anh đứng anh không biết đâu là bông, đâu là em. Đúng, Lê nói đúng. Hoài hảo. Dạ, em cảm ơn anh Lê. Em không biết là anh đang khen hay đang chê. Cái cổng hoa đó người ta lấy ý tưởng từ cái áo của em mà ra. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Đau lòng lắm đó quý vị. Được thần tượng của mình nói một câu mà nghe nhói cả tim. Cái đó là anh khen nó chứ không phải đó, đúng không? Dạ thì... Có ai mà ghét hoa bao giờ đâu. Em mặc một cái vòng hoa như vậy là vậy chính ra không cần cái cổng này đâu. Hồi nãy kêu em lên đứng là được rồi. Em phải đứng dạ. Cầm công giống vậy nha. Ôi anh đứng nhiên quá. Dạ rồi, cảm ơn. Thôi sẵn tiện em mời gia đình của anh Hưng với Vũ chia sẻ luôn à. Đây là một sự kết hợp hai bài hát cũng không có gì là lạ lẫm cho lắm, nhưng mà nó rất là hợp lý. Và Vũ sẽ đánh giá giọng của từng bạn nhé. Đối với Vũ, giọng của Trung Nghĩa rất là chắc, ngọt ngào và bạn có thể điều khiển được cái giọng của mình một cách rất tốt. Về Mỹ Phụng thì em có giọng tốt, nhưng mà em có thể là vì cái tuổi mình còn trẻ đó, cho nên cái sự trải nghiệm về tình yêu mất mát nó chưa có nhiều, cho nên khi em hát nó vẫn chưa cảm nhận được cái sự đau thương ở trong đó, đúng không? Còn về Hoàng Nghi thì giọng em tốt, em hát ngọt ngào tình cảm, nhưng cái cao độ của em lúc nào nó cũng bị lệch một chút xíu á, nó uổng lắm tại vì mình giọng đẹp mà. Còn về Thúy Vân thì giọng của em tốt, và anh cũng đánh giá đây là một cái bài nó rất là hợp với giọng của em. Hai cái bài này liên khúc với nhau để chọn hai ca khúc có cùng một nội dung để nói về đám cưới và cái kỷ niệm của hai cặp đôi. Có một cái anh rất khen bên đội Quang Lê với Minh Tuyết là vì tập rất kỹ thì mới dám chơi cái chiêu là nhạc bolero và habanera. Rất ít ai có thể dám chịu hát đồng thanh với nhau một đoạn rất dài. Hai bạn nam hát một đoạn đồng thanh với nhau là hát cặp với nhau rất dài. Và hai bạn nữ cũng vậy. Thì cái điều này là phải tập rất kỹ. Và đâu đó cái cách dàn dựng của Tuyết á, nó phong phú và đỡ chán đó. Là khi hai bạn nữ đột ngột xuất hiện sau hai sau cổng hoa. Cái cổng hoa thì sẽ có một cái bất ngờ nhẹ cho khán giả. Và cái rõ nét nhất của huấn luyện viên là đoạn cuối hai bạn nữ đi vào và xoay lại. Nếu để kỹ đó là cái nét đặc trưng của Minh Tuyết. Bây giờ cái câu ngâm thơ nghe bình thường là ổn định, nhưng mà nếu mà nghe để mà Lê chị ngắt lời Lê xíu. Dạ. Tại vì nãy chị cũng không định nói, nhưng mà tại giờ em nói đến câu ngâm thơ không biết có đúng ý hay không. Rồi chị nói để chị hơi bị khó tí xíu. Khó giùm em, tại em khó hơn chị. Đối với chị không hài lòng với câu ngâm của Nghĩa. Ừ. Chị không biết đâu đúng không, tại không, nó không có sai. Nhưng mà em bị vội trong mấy câu đầu tiên ngâm, nó mất cái tình cảm của câu ngâm. Nó hơi vội một tí xíu phải không Lê? Dạ đúng chị. Có cảm giác như thế, nhưng mà em tại thôi định nói. Chị cũng bỏ qua vì chị định hỏi em như thế có phải hay không. Dạ, phải cái câu ngâm là em có cảm giác vậy không? Chị thì đúng. Chị không thích lắm, không có hư nhưng mà nó không có đã. Cái điều đó chị Ly không nói nhưng mà Ly cũng sẽ nói. Tại vì cái câu đầu tiên của cái câu thơ vô bài nó rất là quan trọng. Đúng. Và em nghĩ hát cảm thấy là đang chạy đua với cái tiếng đàn rất là chậm chạp đó, nhưng mà em lại cố hát cho nhanh. Thì đó là câu thơ đầu tiên hơi hời hợt. Rồi Hoàng Nghi cũng thế. Khi mà em nghĩa ra và kết một cái thì em cũng sẽ cố hoàn thành xong cái câu thơ của mình. Tại vì câu thơ là mình phải thông thả một chút. Nếu như mình không có đủ hơi để em hát nguyên một câu dài thì mình có thể ngưng và mình tìm một cái chỗ nào hợp lý, mình lấy hơi vào, mình đưa từ từ. Còn hai cô gái câu thơ thì đối với anh là chưa có hoàn hảo như anh mong đợi, nhưng cũng khá là tròn trịa. Còn về nhịp nhàng thì hôm nay là Hoàng Nghi em đã tiến bộ rất là nhiều với những buổi tập. Và ngày hôm qua có những cái chỗ mà những cái phách mà cần nghỉ để trước khi vào cái điều khúc thì cũng đã có tập với Nghĩa với Nghi rồi. Thì hôm nay hai bạn đã làm tốt những cái nhịp nhàng ở chỗ đấy, chỉ có ở một câu thơ một chút xíu mà thôi. Còn Phụng thì phong độ thì anh thấy là em rất là tốt. Còn Thúy Vân thì đặc biệt cái giọng của em thì dĩ nhiên là có nét đặc biệt, nhưng mà em có vẻ là rụt rè, em không có tự tin lắm. Để bổ sung câu nói của Lê ha, đặc biệt là hôm nay Phụng với lại Vân rất là xinh gái nè, rất là xinh. Và thực sự là chị đã tập với các em rất là nhiều và theo dõi các em rất là nhiều. Chị chỉ nói một điều như thế này, đối với ngày đầu tiên chị tập với bốn em và ngày hôm nay các em bước lên sân khấu,
hát như thế này, tụi em đã làm quá tốt rồi. Với những gì chị mong đợi, nhất là Vân và Nghi. Nghi. Ngày hôm nay, chị biết là cái sự nỗ lực vô cùng to lớn, vô cùng nhiều của Vân và của Nghi. Ngày hôm nay các em đã cùng Nghĩa và Phụng hòa thanh, nhất là những cái đoạn hát chung rất là đều, khiến chị Tuyết vô cùng thấy mình hạnh phúc và thấy cái công sức mình bỏ ra thật là xứng đáng vô cùng. Cảm ơn bốn em rất là nhiều. Và tiếp một người nào. Cảm ơn huấn luyện viên Minh Tuyết. Cảm ơn các bạn. Mà bây giờ mình sẽ chia tiết mục kế tiếp. Cái ca này hơi khó. Khó lắm luôn. Tại vì hai giọng ca nữ đó thì rất là màu sắc, và hai giọng ca nam á thì cũng có một cái sở trường. Cho nên bốn giọng hát làm như có bốn cái sở trường riêng á, mà mình đưa vào một tiết mục, đó là một cái dấu chấm hỏi rất là lớn. Để binh làm sao mà tốt cho cả hai bạn nữ lẫn hai bạn nam, đó là Thu Uyên Mai Huê, Bá Huy Nhật Hào. À, chị cũng rất là mong chờ tiết mục này. Đây là một cái điểm nhấn rất là lạ giữa hai dòng nhạc kết hợp lại thành một liên khúc. Điều đó rất là hấp dẫn đối với riêng chị với anh Lê, và hy vọng các em làm được những điều chị mong muốn. Rơi như nước nợ, mưa rơi trong lòng tôi.
ơi mưa rừng, tìm đâu hỡi ơi bóng người xưa. Mỗi khi mưa rừng về muôn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào nguôi. Mỗi khi mưa rừng về muôn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào nguôi. Vừa đến với hai sáng tác rất nổi tiếng, ca khúc Giọt Mưa Thu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong và ca khúc Mưa Rừng của nhạc sĩ Huỳnh Anh, với phần thể hiện của bốn giọng hát. Xin được giới thiệu Bá Huy, Thu Uyên, Mai Huê và Nhật Hào. Xin được mời phần chia sẻ của đội chị Ly, anh Vi. Ở đây bây giờ chị nói cái khuyết trước đi nha. Hào, màu sắc của em hôm nay cũng tốt về chất giọng này kia, nhưng em cẩn thận hơn, cái bè của em nó chưa được chuẩn. Chỉ một câu thôi nhưng mà nó lại dính một từ là nó nghe nó lọt ra ngoài liền, là về cái phần bè. Còn một cái phần nữa, khi mà tụi em đã hát bốn người mà hát đồng thanh với nhau, thứ nhất là mình phải tập cho nó nhuần nhuyễn, còn thứ hai mình phải ăn gian để mình nhìn nhau. Thì ở cái đó chị trách Huê một tí xíu. Tội nghiệp Nhật Hào ghê vậy. Anh diễn mà anh nhìn say đắm khi mà diễn đôi đôi. Em nhắm nghiền mắt em phê cái câu hát của em, bỏ ảnh lơ ngơ lóng ngóng trên đây bên đây, hai bên đây là tình biết bao nhiêu. Coi như là tội nghiệp Hào đứng nhìn em trên dân luôn á. Những cái đó là khi mình tập mình phải kỹ, không thôi mình bị lọt thỏm ra ngoài, phải không? Bé Uyên, câu cuối của em, mọi người đang feel như vậy nè, đang hát micro vẫn còn hết, em buông xuống em đứng em cười tính queo. Là em ngắt cái câu của mình sớm hơn các bạn. Cái đó là những cái khuyết thì chị nói với tụi em. Còn bản thân chị thì chị thấy tụi em hôm nay làm cái bài này đường dây á, là nó tốt rồi đó. Mà chị chưa biết là có hài lòng chị Tứ hay không, với anh Lê hay không. Đây là một cái cách xếp bài rất là thông minh và Vũ rất là thích. Vũ nghĩ là hai bài này đứng cạnh nhau rất hợp lý và nó cho mình nhiều màu sắc khác nhau nữa, cho nên là nghe nó đã lắm, rất là thú vị. Và hôm nay bốn bạn đã làm khá tốt cái trách nhiệm của mình. Dĩ nhiên nó có những cái chỗ so le, rồi những cái chỗ mà cái nốt bè nó chưa được chuẩn, rồi cái nhịp, nói chung là các bạn đều có bản lĩnh sân khấu hết, Vũ có thể thấy được điều đó. Nhưng mà dĩ nhiên nhiều lúc mình thi diễn thì nó có thiên thời địa lợi nhân hòa, và nhiều cái bài hát nó đòi hỏi cái sự tập trung cao độ hơn và cái sự hòa quyện hơn. Chỉ cần các bạn nhìn và tương tác với nhau, cái đó là một điều cực kỳ quan trọng. Khi mà song ca, tam ca, tứ ca phải nhìn nhau, hiểu nhau, tâm linh tương thông thì mình mới có thể truyền tải và hát nhịp nhàng, nó hòa quyện với nhau một cách tuyệt đối. Nhưng mà cái bài này là nếu như mà trên một thang điểm 10 thì Vũ sẽ cho là 9 điểm. Và cũng cảm ơn Vũ đã có lời ngợi khen cái liên khúc này. Yeah, bài hát Giọt Mưa Thu là bài hát chị Tuyết rất là yêu thích.
cộng với bài Mưa Rừng anh Lê yêu thích trở thành một cái liên khúc như thế này, và chị kỳ vọng ở các em rất là nhiều. Thực sự đúng là ngày hôm nay Hào, em có một cái câu hát bè nó hơi bị chênh vênh, nhưng phải nói một điều như thế này, cái đội này nè là một trong những cái đội là có những cái câu cú bè nhiều nhất và hòa quyện rất là hay, và có rất là nhiều cái bè trên bè dưới rất là đẹp, và cái điều đó là chị phải khen tặng các em trước khi chị chê các em nhé. Biết chị chê cái gì rồi, biết chị nói cái gì rồi, đúng không? Đó là về Hào. Nhưng mà ngược lại ngày hôm nay á, khi Hào trình diễn cái câu của mình á thì nó hay hơn rất là nhiều so với những lần tập. Đó là một cái câu chị ngợi khen ở Hào. Còn riêng về Huê, bây giờ nói cái lý do là tại sao Huê bị một cái như thế này. Khi mà Huê hát, Huê tập trung quá. Em bị giống như bị quá sức tập trung vô cái bài và nghĩ ngợi lo sợ nhiều quá, nên em không bao giờ mở mắt ra cả, và em cứ quá chú tâm cho nên em đã quên mất cái người bạn diện đối diện với mình. Và điều đó là một cái điều là không nên khi mà mình hát cặp đôi. Cho nên chị nhắc nhở Huê cái điều đó, nếu mà Huê có cơ hội vào vòng trong, Huê phải ghi nhớ với chị điều đó nhé. Còn riêng về Bá Huy thì em vẫn giữ cái phong thái cũng như cái phong độ như mọi khi, vẫn rất là tốt từ lúc tập cho tới cái lúc biểu diễn ngày hôm nay. Còn riêng về Uyên, chị lại nghĩ Uyên là người có bản lĩnh sân khấu nhiều hơn là Huê và vững hơn là Huê, bởi vì lúc nào Uyên hát, Uyên cũng là người gần như là lead Huê và dẫn cái nhịp hay là tất cả mọi thứ rất là có vẻ như là chắc sân khấu. Nhưng mà thực sự hồi nãy đó, Uyên lại là cái người xém chút vô sai chứ không phải là Huê. Chị nhìn ra được điều đó đúng không? Và cái lý do không phải là hai bạn trai á hát sai nhịp, mà là hai bạn trai đúng ra là lúc tập á là chỗ đó hai bạn trai phải hát đúng nhịp. Cái câu cuối của hai em hát là cái gì? Chắc gì vui. Tại vì hai bạn nam đem bao kiếm sờ tàng, hai bạn đem ram cái câu đó đi làm cho Uyên hơi bị hoang mang, thế là Uyên nhảy vô Uyên hát. Nhưng Uyên phải nên nhớ một điều, tuy bạn ran nhưng cái nhịp nó vẫn phải nằm trong mình. Mình phải biết đếm nhịp trong mình để mình vô đúng. Mà lúc đó thì Uyên lại bị cái điểm đó làm cho cái bài chị đang vô cùng thưởng thức, vô cùng tuyệt vời, từ hình ảnh cho tới cách hát cho tới cách biểu hiện của các em, làm cho chị tiếc vô cùng, tiếc vì nó không được trọn vẹn như ý chị mong muốn. Nhưng mà thực ra là hai cái bài hát này, một cái liên khúc này là một liên khúc hay. Chính và ơi, cũng không phải dễ hát. Vâng. Bây giờ mình trừ một cái lỗi nhỏ đó cũng không phải là lỗi của Thu Uyên nữa, mà lúc đó Tuyết biết là mình hơi làm khó thí sinh rất là nhiều. Chỗ đó em nghĩ là mình cũng không nên là đặt một cái lỗi quá lớn, bé tí bằng một hạt cát thôi. Phần trình diễn quá hay. Dạ, cảm ơn câu chốt của anh Quang Lê đã khép lại phần nhận xét của chúng ta cho tiết mục này. Cảm ơn bốn bà. Tiết mục kế tiếp, Hà My, Duy Đạt, Chí Thảo và Thu Uyên. Chị sẽ có một cái tiết mục rất là đặc biệt cho bốn các em. Ồ, cái này thú vị. Chị sẽ không cho các em hát cái dòng nhạc mà cái vòng đầu các em hát nữa, mà sẽ là một dòng nhạc khác hoàn toàn, để thử sức, thử coi bốn các em có thể làm được cái điều đó hay không, có thể có được nhiều màu sắc ở trong chương trình hay không nhá. Cố gắng. Trên phố mờ sương lạnh, con chim trên cây không hót, em ngồi em chạy tao. Thấy em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng có ai. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy ai. Xa vỡ trong chiều hoàng vắng, kìa tiếng sao của ai sẽ tan màn đêm sẽ mưa.
chim trên cây không hót, em ngồi em trải trải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng có anh. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy anh. Chiều hoang vắng, tiếng reo của ai sẽ tan màn đêm rét mưa. Gió mưa về, gió mưa về. Chim trên cây không hót, em ngồi em chờ đợi. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng có anh. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy ai. Tiếng chuông trôi xa vỡ trong chiều hoa. Ai sẽ tan màn đêm rét mưa. Tôi xin được giới thiệu đến quý vị bốn làn gió trong ca khúc Gió Mùa Về: gió màu đỏ Chí Thảo, gió màu trắng Thu Nguyên, gió lấp lánh Hà My và gió đen Duy Đạt. Bốn làn gió này hợp lại thành gió mùa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị giám khảo. Xin mời chị Ly và anh Vi. Chí Thảo đâu? Anh nghĩ em không phải là gió, anh nghĩ em là lửa. Lửa rồi cộng với lại ba bạn kia, gió mới thổi về nó bùng cháy. Cái bài này rất hòa quyện nha. Anh thích cái ngọn lửa, anh thích bộ đồ nha, anh thích bộ đồ có cái ngọn lửa đó tự nhiên nó bị cháy á. Về cái ngoại cảnh cũng như cái ngoại hình đó, nếu như bộ đồ đen luôn sẽ không đẹp, nhưng mà cái đỏ nó sẽ đẹp. Còn cái phần hát, Hà My vừa rồi em lên tới nốt gì? Phá luôn đó. Hơn đó. Hơn á. Mà em lên bằng giọng thật, không có dùng giả thanh, rất là hay. Cô bé nhỏ xíu, ốc tiêu kia cũng vậy. Nhỏ mà cái giọng không có nhỏ. Rồi, anh chốt lại một câu. Rất hòa quyện. Cái công của Tuyết đốt cái ngọn lửa cộng với ba cái ngọn gió này, cộng với cái bão của thân hình Quang Lê. Rất là hay. Đúng là cái việc chuyện có lý do của nó. Tiết mục của tụi em để hát ở cuối cùng là có lý do. Và sự sắp xếp để bốn người đứng chung một sàn diễn, một sàn đấu cũng là có lý do. Có những đoạn người bình thường nghe không quen sẽ tưởng chừng sẽ rất bị rối về feel và chồng chéo lên nhau. Nhưng không,
những người trong nghề phải biết nghe rất là rõ ràng là tụi em được giao nhiệm vụ và ai làm tốt việc đó rất là tốt. Đây là bài hát không hề dễ hát tí nào hết, mà để thuyết phục được đám đông và giới trẻ như ngày nay thì một cái sự dấn thân rất là chịu chơi, và anh thấy rằng là năm nay có một cái gì đó rất là mới lạ so với những 2 năm trước. Anh thu hút được rất nhiều những thí sinh, những ca sĩ hát nhạc trẻ, hát nhạc đương đại. Bằng chứng là đội anh cũng có, đội các em cũng có, và đội anh Minh Vi cũng có. Và cái màu bolero nó không có bị tràn lan và bị nhiều chiếm đóng nhiều như những năm trước. Và với cái bài hát vừa rồi đó, anh thấy đều ổn hết. Riêng có một chỗ duy nhất thôi là cái phần feel của mỗi người đó, giọng gió mà làm nó khó thì khó đó ha. Thì có bé Uyên, cái phần feel của em nó bị loạn trạng tí xíu thôi đó. Hơi hụt yeah, xíu. Loạn trạng tí xíu, còn tất cả em nào cũng có, nhất là bé Mì. Cho nên là cái phần feel của em và nó cái phần quãng rộng của em nó rất là chắc chắn. Và em lên, và em ngân, người ta là đủ rồi, em còn dư nữa. Đó, anh đọc được, anh nhìn thấy được có những cái nốt em feel và cái chữ A của em A nó xuống rất là đẹp. Chúc mừng tiết mục quá ấn tượng thế này. Qua cái bài hát này thì thật sự là ngồi đây với Minh Tuyết không phải là Quang Lê khen, nhưng mà Tuyết là một người huấn luyện viên, đối với Quang Lê làm việc chung, Quang Lê cảm thấy rất là sung sướng ngồi đây, thấy được cái trăn trở, cái khó khăn và cái nhiệt huyết cũng như là cái tâm huyết cho đội của mình. Đây là cái một tiết mục mà từ ngày đầu tiên mà chưa có rap band, chỉ có tập và vỡ bài, thì đến cái phần cuối đó là anh thấy là nó một cái ca rất là khó luôn. Anh nói trời ơi, sao mà cái bài gì đâu mà quá là rắc rối. Tại vì nhiều khi đối với Quang Lê hát bolero thì dễ dàng, nhưng mà hát cái thể loại này mà phải chồng chéo lên nhau, rồi những cái câu bè nó rất là khắc nghiệt, rồi cái nhịp nhàng nó rất là khó, để mà mình chỉ cần lơ đãng là mình sẽ bị lệch nhịp. Thì những ngày đầu là thấy các em đã rất là cố gắng cho cái việc này, và Quang Lê rất kỳ vọng vì thấy được cái nhiệt huyết và sự cố gắng của bốn bạn. Và hôm nay riêng cái cá nhân của Quang Lê nhìn nhận thì bốn em đã làm rất rất tốt đối với tôi. Chúc mừng bốn bạn. Vâng, và xin mời chị Tuyết. Em nghĩ là chị đã rất là hạnh phúc và cảm thấy đã, bởi vì học trò của mình đã làm được đúng những gì mình chỉ bảo, đúng không ạ? Những cái gì mà chị cực khổ nhất, chị dày công nhất đã đem đến cho chị niềm vui là thành tựu các em đã dành cho chị trong bài hát vừa qua. Cảm ơn các em rất nhiều. Cảm ơn chị Minh Tuyết, rõ ràng, xúc tích và đầy cảm xúc. Cảm ơn các bạn với tiết mục Gió Mùa Về. Và bây giờ đây thì các vị huấn luyện viên sẽ chọn những thí sinh đi tiếp cùng với đội của mình. 10 thí sinh cho mỗi một đội, và đồng thời sẽ chọn thêm 2 thí sinh nữa từ đội khác. Và đây cũng sẽ là phần rất là hấp dẫn, bởi vì sẽ xảy ra những trường hợp có nhiều thí sinh giỏi sẽ được các huấn luyện viên của chúng ta chiêu dụ về đội của mình. Xin mời các chứng minh của đội chúng ta cùng bước ra. Xin mời chị Tuyết và anh Lê. Thì thôi, học tài thi vận nhé. Mình không có gì mà phải băn khoăn cả, vì khi mà các bạn vào trong rồi đó thì những bạn ở lại vẫn còn một cơ hội nữa. Cho nên chúng ta sẽ chờ đến phút cuối cùng để mà biết cái cơ hội ai sẽ được đi vào và ai sẽ ngừng ở lại. Chị chỉ nói rằng là có duyên gặp được các em dù khoảng thời gian rất là ngắn, nhưng mà chị hy vọng đây là những kỷ niệm đẹp giữa chị và các em, cũng như anh Quang Lê và các em. Và chị cũng hy vọng rằng là chị có thể để lại một chút gì đó hành trang nho nhỏ cho các em trong bước đường nghệ thuật của mình sau này. Dù chúng ta không có duyên để đi tiếp được nữa, nhưng mà tấm lòng của chị Tuyết và anh Lê phải xướng tên. Duy Đạt, Hà My. Xin được chúc mừng 10 gương mặt sẽ đi tiếp cùng với huấn luyện viên của đội mình. Thôi bây giờ chúng ta sẽ chụp với nhau một mô hình thật là đẹp nha. Một tấm hình da phả để rửa album. Rồi nhìn về phía trước.
cười tươi. Cười lên 1, 2, 3. Bắn tim em ơi. Đó là anh chọn em Thiệu Chấn. Và người thứ hai, lấy tên cái đã, để nói cho nó yên tâm. Là gì? Áo Hường hả? Là cô nào? Hường là ai? Làm gì có Hường? Phi đây? Phi. Có ai đâu mà áo Phi Hường? Phi Phi đúng không? Phi Phi. Đúng rồi, Phi Phi. Phi, đưa bước lên cưng. Và đây là hai em mà anh Quang Lê cũng đã tham khảo với chị Minh Tuyết, đã chọn Cứu Về Đội của Quang Lê và Minh Tuyết. Không biết là ý của anh Hưng và Dư Trường Vũ như thế nào. Bây giờ tới phiên anh chọn. Ai cũng muốn coi mặt kỹ một lần xác nữa. Vì khi nhìn xa không có tiếp cận được các em của anh thì anh biết rành rồi. Sorry chú nha. Thiếu tế nhị xíu nhưng anh muốn coi mặt. Anh làm được gì cho các em thôi. Ok, anh chọn Thiệu Chấn. Và anh chọn Lê Cường. Rồi, Lê Cường chắc chắn là thuộc về của Hưng rồi ha. Còn bây giờ là quyền quyết định là của em. Em xin phép nhưng mà để cho đội của anh Minh Vi với lại chị Cẩm Ly chọn luôn đi à. Rồi chúng ta sẽ tranh luận luôn à. Tại sao tôi Uyên khóc? Bước lên. Bạn nam, bài quay lưng. Tân. Và thưa quý vị, và trong trường hợp đội của anh Vi và chị Ly thì không có đối thủ, cho nên không phải tranh giành nữa. Và chúng tôi xin chúc mừng hai bạn đã về với đội của anh Vi và chị Ly. Cố gắng lên nha. Cố gắng. Và cái sự lựa chọn căng thẳng là bây giờ sẽ thuộc về hai đội còn lại. Trong trường hợp này thì đáng lý ra là phải 4 người, nhưng mà chúng ta thấy là chỉ có 3 người. Có nghĩa là nếu mà ai giành được cơ hội mà thí sinh về với đội của mình thì đội còn lại sẽ phải lựa thêm 1 người nữa. Và chúng tôi xin mời thí sinh. Và sự quyết định của em, mời bạn sẽ nắm tay người nào bạn lựa chọn đi thẳng về đội của mình. Mời các bạn đi tặng. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chàng trai của chúng ta đã quyết định về với đội của huấn luyện viên Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng. Và bây giờ chỉ còn có cô gái Phi Phi. Bây giờ thì xin mời chị Tuyết và Lê. Xin lỗi chị Tuyết tí xíu. Và như vậy là đội của Quang Lê và Minh Tuyết cũng chúng ta không còn có cơ hội lựa chọn nữa. Nên chúng tôi cảm ơn các bạn. Mời các bạn, chúng ta sẽ cùng vào trong ạ. Xin cảm ơn. Bây giờ chỉ còn đội của anh Hưng với lại chị Ly ạ. Và xin được chúc mừng Bích Thủy đã về với đội của huấn luyện viên Quang Lê và huấn luyện viên Minh Tuyết. Cảm ơn các thí sinh còn lại, cảm ơn các bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, và như vậy là chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca của chúng ta vòng đối kháng đã lựa chọn ra được 6 cặp đôi tương ứng với 12 thí sinh thuộc về mỗi đội. Và tuần sau chúng ta sẽ bước vào những phần thi vô cùng hấp dẫn và sôi nổi. Chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca do Đài Phát Thanh Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại. Vòng chinh phục một chặng đường mới đã mở ra, dàn dựng hoành tráng, hóa thân ấn tượng cùng sự hòa quyện trong âm nhạc. Mẹ thương con có hay chăng? Em đi
cơn mưa. Đây là... Xin gửi lời chào mừng đến tất cả quý vị các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca năm 2018. Kính thưa quý vị, chương trình Tuyệt đỉnh song ca hiện đang là một trong những chương trình được quý vị khán giả yêu mến nhất trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Lần này, các thí sinh của chúng ta sẽ bước đến với vòng thi Chinh phục 1, nơi mà mỗi đội của chúng ta chỉ còn có 6 cặp thí sinh sẽ thể hiện trên sân khấu này. Chính vì vậy, tính quyết định, tính căng thẳng và tính cạnh tranh sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Và thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với những thể lệ cũng như cách thức bình chọn cho những thí sinh, thì ngay bây giờ Nguyễn Khai xin được giới thiệu đến quý vị ba cặp huấn luyện viên. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi huấn luyện viên Minh Tuyết và Quang Lê. Thưa quý vị, một người thì đi theo dòng nhạc trẻ, một người thì đi theo dòng nhạc bolero trữ tình quê hương. Một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Minh Tuyết và ca sĩ Quang Lê. Cảm ơn anh chị. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi mà bao giờ cũng vậy. Họ luôn có một cái ý tưởng trong việc phối đồ với nhau để xuất hiện và tạo ra sự nổi bật ở phần chào đầu. Hãy cùng chào đón cặp đôi Song Bạch Công Tử. Xin giới thiệu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Thưa quý vị, Song Bạch Công Tử. Và cặp đôi thứ ba, có thể nói là cặp đôi mà tính tình điềm đạm nhất, ít nói nhất, nhưng mà nói câu nào là chất câu đó. Xin được giới thiệu, đó chính là cặp đôi nhạc sĩ Minh Vy và ca sĩ Cẩm Ly. Kính thưa quý vị, như vậy là ba cặp huấn luyện viên của chúng ta đã sẵn sàng để bước vào vòng thi tối ngày hôm nay. Ở vòng thi chinh phục 1 thì chúng ta mỗi đội có 6 cặp thí sinh. Và kết thúc vòng thi này thì sẽ có 2 cặp thí sinh, tương ứng với là 4 thí sinh sẽ phải chia tay với chúng ta. 4 cặp thí sinh còn lại sẽ thẳng tiến bước tiếp vào vòng chinh phục 2. Tuy nhiên ở vòng này cũng chính là cơ hội cuối cùng dành cho các vị huấn luyện viên của chúng ta hoàn chỉnh đội hình của mình. Nếu như các vị huấn luyện viên của chúng ta loại thí sinh thì vẫn sẽ có trường hợp chúng ta sẽ loại đôi hoặc chúng ta sẽ loại đơn. Trong trường hợp chúng ta loại đôi thì các vị huấn luyện viên của chúng ta sẽ phải hoàn chỉnh đội hình của mình bằng cách chúng ta sẽ có cơ hội lựa chọn thí sinh từ đội khác để ghép đôi với nhau. Và chính vì vậy sẽ tạo nên một cái sự kịch tính. Những thí sinh mà không có cơ hội đi tiếp vẫn sẽ có một cơ hội cuối cùng từ các vị huấn luyện viên của chúng ta. Và ngay bây giờ mọi thứ đã được sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi chinh phục 1 của chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2018. Chị ơi, đi lẹ lên đi. Trời ơi, sao mà đi chậm dữ vậy nè? Từ từ đợi chị mong quốc cao khó đi thấy buồn à. Trời ơi, mới lên thành phố có mấy năm mà muốn quên đường luôn rồi hả? Không có đâu, tại vì em đi nhanh quá nè. Thôi, đưa tay đây, em dắt cho đi nè. Em đi trên cõi non một ôm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành xóm nhà tranh. Em đi qua mấy sông vượt mấy đèo, dẫu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặn lội về thăm. Em quên tên luống rau càng cua mọc bờ thêm xưa, nhưng em không thể quên cây cầu dừa mưa rụng giọt mưa. Ngôi trường xa đôi chân em bé nhỏ sợ lắm bùng, cha ngồi xuống cổng em, cha nói trời mưa ngược thì xăm coi xăm chân mây hỏi rằng có phải sương mai trắng áo trắng ai
rừng vàng thôn xóm, cơn gió rùng bông bưởi trắng, nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên cỏ non, chưa từng nghe mắt rụi bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn vôi vĩnh chiều hôn. Em chưa yêu ngoại thành, khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Vợ mẹ đổi gia thương lắm như chuồng trời phù sa. Với ca khúc Em đi trên cỏ non. Thưa quý vị, Phi Phi và Bích Thủy với một sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn. Bây giờ thì xin mời gia đình anh Hưng và Dư Trừ Vũ chia sẻ. Đây là một tiết mục mở màn như Vũ Rầy rất là hài lòng. Bích Thủy đúng không? Em lên cao chót vót rất hay, nhưng mà cái khuyết điểm của em là khi xuống thấp nó hơi khó cho em tí xíu, cho nên nếu như chọn bài thì mình nên chọn cái tông nào cho nó hợp với cái giọng mình hơn. Còn về chị Phi Phi thì Vũ không có ý kiến, tại vì cái giọng quá sức là quá trải nghiệm, cảm. Quá thiện cảm rồi. Nói chung đây là một tiết mục mà nghe rất là thích. Cảm ơn hai người rất nhiều. Cảm ơn Dương Trường Vũ. Xin mời gia đình của anh Minh Vi và chị Cẩm Ly. Hôm qua tôi ra sân khấu, vô tình tôi có nghe tiết mục này. Thường á, cái bài này là nữ sáng tông là La Thứ, nhưng mà anh Lê anh rất là tinh tế nha. Anh nghe xong đấy, không được, phải cho lên nửa tông nữa. Thì là hai bạn này hát rất là cao và nghe rất là bén. Có vẻ như là hai chiến binh đầu tiên của đội huấn luyện viên Quang Lê và Minh Tuyết đã nhận được rất là nhiều lời khen từ phía các vị huấn luyện viên. Thì gia đình mình chủ nhà cũng cảm thấy hạnh phúc. Xin mời một trong hai vị ạ. Nhờ đâu mà chúng tôi chọn bài hát này? Bởi vì đây là cái bài hát mà cái đinh của tượng đài Bolero, đó là nữ danh ca Hương Lan. Và chính vì Quang Lê đã được cô Hương Lan chỉ dạy rất nhiều, và những cái gì mà sư phụ mình dạy cho mình thì hôm nay các em đã làm. Và nếu như cô Hương Lan xem cái thước phim này, chắc chắn
cô cũng sẽ mỉm cười là Quang Lê đã chỉ rất đúng Hương Lan. Cảm ơn hai em. Hai em nguyên thủy là từ đội của anh Minh Vi và chị Cẩm Ly. À, tạm dừng bên cái vòng kia đi, thì bên này sẽ cần lại hai giọng A của em. Và thật sự đến bây giờ thì hai em quá là tiến bộ, từ giọng hát, từ phong cách, từ thần thái, từ trình diễn, từ tự tin. Theo cái em hiểu là như là Lê nói là chị huấn luyện không tốt hai bạn này, là nhờ Lê cho nên là hai bạn này hát hay hơn, sáng sân khấu hơn và thành công hơn. Cho nên hai em phải biết ơn anh Quang Lê. Dạ, cảm ơn Vũ đã quạt thêm chút lửa nữa. Vâng, xin mời chị Tuyết chia sẻ. Thật sự thì chị cũng mới gặp tụi em vòng này thôi đúng không? Chị em mình cũng có khá nhiều thời gian tập với nhau. Ngày hôm nay thì hai em đã làm đúng những gì chị Tuyết chỉ dạy, cũng như anh Lê chỉ dạy tụi em để mà hoàn thành tốt một cái bài hát như thế này. Bài hát này không phải là một bài hát dễ hát, một bài hát được rất là nhiều người yêu thích và nó có những cái độ luyến lấy rất là nhiều trong bài hát, và nó có những nốt cao, nốt thấp liên tục như thế. Mà hôm nay các em đã làm được như vậy thì điều đó làm cho anh chị vô cùng hãnh diện. Cảm ơn hai em rất nhiều. Cảm ơn các vị huấn luyện viên rất nhiều. Thưa quý vị, trong vũ trụ bao la này, nếu nói tình cảm thiêng liêng nhất, chắc chắn chúng ta sẽ phải công nhận đó chính là tình yêu mà người mẹ dành cho con của mình. Và rất nhiều ca khúc viết về mẹ đã tôn vinh cái tình yêu cao cả ấy. Và không gì tuyệt vời hơn khi những đứa con sẽ thể hiện cái sự trân quý ấy thông qua những hành động của mình. Và thưa quý vị, ngay bây giờ đây chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với hai ca khúc liên khúc Huyền Thoại Mẹ và Mẹ Yêu Con. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của Hồ Thiên và Tùng Anh đến từ đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng. Oh.
đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa che từng căn hầm nhỏ, xóa sạch vết con về mẹ ngồi dưới cơn mưa. Trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày chào hoa tay lớn hơn nữa để chúc mừng cho tiết mục của Tùng Anh và Hồ Thiên. Đặc biệt một chào hoa tay lớn hơn nữa để cảm ơn nghệ sĩ tranh cát Trí Đức. Yeah. Thưa quý vị, có thể nói là một cái tiết mục mà đã đưa quý vị đến với một cảm xúc rất là miên man với phần minh họa tranh cát rất là nghệ thuật, đúng không ạ? Và bây giờ xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin mời gia đình anh Vi, chị Ly. Một tiết mục với hai bài hát rất là dễ thương. Hôm nay Tùng Anh hát cái theo cái giọng nữ đó, cái làm như nó bị mình đang tập trung mình cuốn hút á, cho nên là chị không để ý đến Thiên nhiều luôn, tội nghiệp, dễ sợ. Chị thích ở Tùng Anh khi mà em giải giọng nữ, cái là em hát cái giọng mái đó của em đó, em đạt được một cái độ gọi là cái độ mềm của nữ luôn. Tại vì nhiều người người ta nhái, người ta bắt chước, người ta giả, nhưng mà nó chưa đạt tới cái độ mà mình nghe mình cảm thấy cái độ mềm mại trong cái giọng của nữ. Thì ở em chị thích nhất cái điều đó. Tuy rằng trong bài hát này á, có một đôi chỗ mà chị nghĩ nó nhỏ thôi, nó hơi tụt tụt tí xíu thôi á, nhưng mà chị cũng thông cảm. Còn đối với Thiên á, hôm nay á, chị có cảm giác thôi nha, là em không được chủ động trong cái hát của em. Em giống như em đang phải nương nương theo Tùng Anh vậy đó. Thế em phải vừa hát mà em phải dầm chừng á. À, chị không biết sao mà chị có cảm giác như thế khi em hát. Cho nên cái giọng của em nó không được tự tin như mà là cái tập vừa rồi. Cái đoạn đầu Tùng Anh hát chất giọng miền Bắc nhưng có chút xíu âm hưởng dân ca. Đó là cái thế mạnh của Tùng Anh. Và cái giọng của Tùng Anh là được học trong trường và cũng tập để hát theo dạng thính phòng và âm hưởng miền Bắc. Thì khi Hồ Thiên vào, em đang bị phân vân bây giờ hát theo giọng bình thường hay hát theo thính phòng. Nên Hồ Thiên bị ở giữa, bị giữa, đang bị nằm, không biết nghiêng về bên nào. Và mỗi cái em chỉ chọn 5 năm. Thì cái bài này chia phối tới 3 phần. Một là tranh cát quá đẹp. Hai, huấn luyện viên đầu tư cảnh trí rất hay. Ba, cộng với một giọng nữ. Rồi tới khi em là người sau cùng đá trái banh thứ ba, thì bắt buộc người ta phải tìm một cái gì đó để cho lạ cho em. Thì em không chứng tỏ được bản lĩnh của em. Cái là mình rút kinh nghiệm thôi ha. Còn bài tiết mục này là rất là đẹp, rất là tốt. Thưa quý vị, người ta vẫn nói một câu là ngựa chiến thì phải chạy đường dài, chưa đến 30 thì chưa biết được hồi kết. Cho nên là biết đâu Hồ Thiên sẽ là một cuộc bứt phá ở những vòng tiếp theo thì sao? Bây giờ xin mời anh Hưng, nãy giờ nghe rất là chăm chú, anh Hưng và Vũ chia sẻ. Mỗi người sẽ có một cái cảm nhận âm nhạc khác nhau. Anh chị dám nói về cái cảm nhận của anh khi xem tiết mục này như một người khán giả. Khi hai em hát tiết mục này, anh đã quên đi là anh đang ở trong một cuộc thi. Anh đang tưởng tượng mình đang ở một cái đại nhạc hội, đang xem một tiết mục được đầu tư công phu hoàn chỉnh từ giọng hát cho tới phần dàn dựng. Anh muốn nói là hai em làm anh rất hãnh diện. Tùng Anh, hôm nay em đã làm được cái điều mà 99,99999
đàn ông sẽ không làm được trên đời này, đó là hát cái giọng như em, hát với cái sự truyền cảm. Và hôm nay Hồ Thiên là một người tiến bộ vượt bậc, em làm cho anh cực kỳ bất ngờ, là tại vì mọi người quên hồi tuần trước Hồ Thiên đã hát bài gì. Hồi tuần trước em đã hát bài Chuyện Thường Tình Thế Thôi, tức là một cái thể loại nhạc hoàn toàn khác cái nhạc hôm nay. Cái lý do mà Vũ và anh Hưng đã chọn hai bài này và ghép hai em lại là tại vì hai em sẽ là một cái ẩn số mà làm cho tất cả các đội khác phải loay hoay, phải lo lắng không biết là Vũ và Hưng sẽ binh cho hai em đường gì. Đây là một cái cặp Vũ và Hưng có thể khẳng định hát được nhiều thể loại, nhiều màu sắc, và hôm nay đã làm một cái thể loại có thể là bán dân ca, bán cổ điển, và đã truyền tải được cái linh hồn của cái tinh thần người mẹ yêu con như thế nào. Rồi, Hưng cũng xin được giải thích nhẹ một chút xíu. Hưng cố tình dùng cái bài Huyền Thoại Mẹ là để đại diện cho miền Nam, với tinh thần nhạt nhẹ, và để đại diện cho cái giọng hát của Thiên. Tùng Anh thì mạnh về cái phần miền Bắc, thì Hưng muốn kết hợp hai cái điều đó. Hai bà mẹ của hai miền Bắc Nam đều yêu thương con như thế nào, mỗi người có mỗi cách, là cách chơi của Hưng và sắp xếp. Và phải nói là lần trước chị Ly có nhận xét giọng của Thiên hay, có chất mà chưa được tinh tế, nói rất là chính xác, mà tất cả em chỉ gom chữ vào nó rất là đúng. Summit Laxit mà anh yêu cầu, anh cần em làm cái chữ như thế nào, cái kháng chiến ở đất nước em ra sao, và chữ con em bóp nhỏ lại như thế nào, rất là hợp lý. Và bản thân anh cũng phải lắng nghe những cái điều các anh chị đã đưa ra để mình hoàn thiện hơn cho các em ở vòng sau. Nói thẳng luôn, không cần phải nói vòng vòng, đúng không? Chúc mừng hai em. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Thưa quý vị, tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai chiến binh đến từ đội huấn luyện viên Cẩm Ly và Minh Vi, đó chính là Quốc Dũng và Sơn La. Cả hai sẽ dẫn quý vị làm một chuyến du hành đến với miền Tây, và hãy cùng xem câu chuyện mà cả hai gửi đến cho chúng ta sẽ là gì nha. Dạ, chào cô. Chẳng dám nào cô vui lòng cho qua hỏi thăm chút xíu được không cô? Dạ, anh hỏi đi ạ. Không giấu gì cô, số là tôi muốn tìm một người con gái tên là Thấm. Hồi đó cô bán trái cây trên bến phà nè cô. Tôi bận đi làm đó, tôi mừng ăn xa lắm. Bây giờ tôi về tôi tìm lại cổ mà không thấy cổ đâu hết á. Cô biết cổ ở đâu, cô vui lòng cô chỉ giùm tôi hen. Cô ơi, tôi cũng muốn hỏi thăm một người con gái tên là Thấm. Cô biết cô ở đâu không ạ? À, tôi nhớ rồi. Ủa, mà hai anh tên gì vậy? Tôi tên là Dũng. Dạ, tôi tên là Lạc. À, vậy là đúng rồi đó. Thấm á, nó có nhờ tôi á, là ngồi ở bến phà này nè, đợi hai anh á. Giờ cổ đâu rồi cô? Nó đợi hai anh lâu quá, rồi nó đi lấy chồng rồi. Vậy Thấm lấy chồng ở đâu cô? Có xa lắm không cô? Xa lắm á. Nghe nói đâu á là ở miệt thứ luôn á. Vậy là cô lấy chồng thiệt rồi hả cô? Dạ. Trời. À mà quên nữa, Thấm nó có gửi cho hai anh cái này nè. Cái này á là của anh Lạc nè, còn cái này á là của anh Dũng. Thôi tới giờ tôi đi bán rồi, thôi chào hai anh tôi đi nha. Chôm chôm đây. Chôm chôm đây. Hò chứ anh lên phố thì gì ai, bao nhiêu thương nhớ dài dầu để khi chân bước quay về mới hay chìm sâu bẻ bàn gì ai.
về miền Tây. Có ai về miền Tây? Nhớ mấy câu hò, thương lắm Lục Bình ơi. Đời phù du buồn sao kịp sống lên đơn. Nghe nát lòng miền Tây. Có những cánh cò đưa anh về về miền Tây, những đám lục bình trôi dạt nơi nhánh sông. Nghe câu ca nào mặn nồng nơi đất quê, qua đây thương bầu bầu còn thương qua. Xuống chuyến xe phà qua bà con nước lớn, áo mới anh về vẫn màu da bắp non. Ai hay ân tình đã dội theo cánh chim, thời gian phai màu nên lòng người sang sông. Người tình bạn tình chung về miền Tây, phà xe xa lắc xa lờ, qua không quên bầu sao bầu đành quên anh. Về miền Tây, có ai về miền Tây? Nhớ mấy câu hò, thương lắm Lục Bình ơi. Đời phù du sao kịp sống lên đơn, ai ru câu hò nghe nát lòng miền Tây. Xe đò qua phà con nước lớn, áo mới anh về vẫn màu da bắp non. Ai nghêu ân tình đã dội theo cánh chim, thời gian phai màu nên lòng người sang sông. Người thân quê, chim huyên đau lòng kêu nhớ bạn tình chung. Về miền Tây, phà xe xa lắc xa lờ, qua không quên bầu sao bầu đành quên anh. Về miền Tây, có ai về miền Tây? Bình ơi, đời phù du buồn sao kịp sống lên đơn, ai ru câu hò nghe nát lòng miền Tây. Đời phù du buồn sao kịp sống lên đơn, ai ru câu hò.
xin chúc mừng phần thể hiện của hai chứng minh đội huấn luyện viên Cẩm Ly và Minh Vi. Xin được giới thiệu đến quý vị ca khúc Người Tình Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi, với phần thể hiện của hai thí sinh đó là anh Quốc Dũng và anh Sơn Lạc. Đã kể về câu chuyện của hai chàng trai quay trở về tìm cô Thắm. Không biết cô Thắm là cô nào, nhưng chỉ biết cô Thắm là một người rất là đẹp. Nhưng mà cô rất ác, bởi vì đã đi lấy chồng rồi mà vẫn quyết định để cho hai anh lưu luyến. Một người tặng cây lược, một người tặng gì đây anh? À, cái khăn mùi xoa. Nãy giờ tôi tưởng tặng cái dao không ạ? Tại cái cô kia là bán chôm chôm, tưởng là cái dao để mà mở chôm chôm. Đâm cho chết luôn. Không, em tưởng là cái dao để mở chôm chôm. Anh Vi, trước khi mà em nhận xét điều gì thì có một cái em yêu cầu. Vậy có cách nào mà anh kêu cái bà bắn chôm chôm lại cho em được không? Tại vì cái trái chôm chôm nó là chôm chôm rất là ngon luôn á. Chôm chôm thiệt phải không? Thí sinh người ta hát không có nghe mà nghe trong lỗ tai. Chị hình như chôm chôm thiệt đó chị. Chị chút xíu nữa được mình lấy liền, hay không á nó rinh cái thúng chôm chôm vô trong mình lấy mình ăn. Chị chôm chôm thiệt đó chị. Cái đó là mình chị nghe trong lỗ tai mình luôn. Lê qua đây Lê hỏi anh Hưng luôn nè. Hỏi xong cái vụ đó xong hỏi anh em muốn mua chôm chôm sao nhỏ đi vô rồi sao giờ, hỏi vậy đó. Trời đó, nó lát hồi kêu nó ra xong cái vụ hỏi ủa chuyện gì vậy. Chiêu của Quang Lê đó, mua chôm chôm. Chiêu đơn giản vậy thôi đó. Đơn giản, dễ thương. Bây giờ anh Quốc Dũng giọng hát rất là đậm tình nha, rất là nội tâm luôn. Từng chữ mà phát âm ra là coi như là thấy cả cái nặng lòng của anh trong câu hát nha. Tuy nhiên hôm nay có một chỗ anh hơi hồi hộp, hay là bị phân tâm, hay là lo lắng điều gì đấy, anh lại quên vào một câu nhạc. Buồn sao kịp sống lên đơn. Để sau khi băng nhạc vừa đánh lên gái thì anh lại chụp lại, anh đã lấp đi rất là nghệ thuật. Còn anh Sơn Lạc, một cái giọng rất là hay luôn. Nhưng mà nếu so với anh Quốc Dũng á, thì cái độ nội tâm của anh Quốc Dũng lại nhiều hơn. Anh Lạc hát hay, giọng hát thánh thoát, nhưng mà cái nội tâm trong anh làm như ít từng trải bằng anh Quốc Dũng. Tuy nhiên đây là một bài hát kết hợp rất là tuyệt vời, và đạo diễn đã mang cô chôm chôm ra làm tôi nhớ cô chôm chôm. Bây giờ em xuống em lấy nguyên thúng chôm chôm cho anh khỏi phải lo. Anh đâu chôm chôm nó lên bán ký coi, cái này cho miễn phí luôn. Trời ơi, đứng đây tôi ăn trái coi. Trời ơi chôm chôm. Trời ơi, rất ơi thí sinh luôn. Chờ kỹ ăn nha. Vô nhận xét tiếp đi. Xin mời anh Hưng ạ. Dạ. Ok, ngay câu hò thôi là anh Hưng đã muốn cho điểm 10 liền luôn rồi đó. Cái câu hò của anh Lạc nó rất là tình cảm. Trời ơi, từng câu từng chữ nó xuống đẹp dễ sợ luôn. Ha. Rồi để khi anh Dũng cất tiếng vô cái nữa, Hưng nghĩ trời ơi, một sự kết hợp quá tuyệt vời. Cái sự cố thì đối với Hưng nha, tại vì nó là cuộc thi thôi, chứ còn sự cố nó không quan trọng bằng giọng hát, đúng không? Nó chỉ là một cái sự cố nhỏ thôi, chứ còn mà bây giờ suôn sẻ trơn tru thì cái hoàn hảo hết đó, nhưng mà hát không hay có lại trong tim khán giả lâu không? Không, có thể sự cố nhỏ đó làm ta nhớ mình hơn. Em quan trọng nhất là giọng hát và cái cách xử lý của các anh đưa người ta vào trong cái bài hát của mình đó, em đánh giá cao việc đó nhiều hơn. Dạ, xin được cảm ơn anh Hưng. Và bây giờ thì xin mời chia sẻ của gia đình chủ nhà. Ở trong team là anh Dũng và Lạc, là hai người có nghĩa là gọi là anh cả lớn nhất trong team. Cái bản lĩnh rất có, anh dùng từ là có dư bản lĩnh luôn chứ không phải là bản lĩnh nữa. Nhưng đây là cuộc thi thì khi bước lên sân khấu bắt buộc phải hồi hộp. Ví dụ là em hát, em cứ tập trung mà hát, đâu cần thiết em hát một câu em liếc qua bạn Minh Tiết đang để ý em không, liếc qua bạn Đàm Vĩnh Hưng, hoặc là nhìn thẳng xuống anh coi em hát sai không. Nếu mình tự tin mình không cần phải liếc, anh chỉ cần em tập trung giọng hát vào thế thôi. Còn anh Dũng, anh rất bản lĩnh, nhưng cái câu đắt nhất, cái câu mà hay nhất, cái câu nổi da gà nhất, bình thường tập không phải áp lực thi qua liền không thành vấn đề, nhưng đứng trên sân khấu anh Dũng cảm thấy cái câu đó không thể vượt qua được cái nốt đó, nên anh Dũng buồn. Mình được cái là cái giọng của mình có thiện cảm với mọi người, cho nên là họ xí xóa cho mình tất cả mọi thứ. Chứ thật ra trong cuộc thi thì xí xóa thì cũng xí xóa một lần, chứ không thể xí xóa nhiều lần được nếu mình không có bản lĩnh trên sân khấu. Nhưng mà cũng xin cảm ơn tất cả các huấn luyện viên còn lại đã dành rất là nhiều tình cảm cho Sơn Lạc cũng như là Quốc Dũng. Thôi bây giờ anh Dũng cười cái đi, đừng có buồn nữa. Anh cười đó. Vâng.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình, chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện tiếp theo của hai thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Quang Lê và Minh Tuyết. Đây là Trung Nghĩa và Mỹ Phụng. Nếu mà quý vị còn nhớ, ở vòng trước thì cả hai đã, với chất giọng ngọt ngào của mình, đã thổi hồn vào những ca khúc mang đậm âm hưởng quê hương. Và lần này thì với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, ca khúc Áo Hoa thì sẽ được cả hai thể hiện như thế nào? Một tràng pháo tay để chào đón hai chiến binh đến từ đội huấn luyện viên Minh Tuyết và Quang Lê. Chén vàng chén ngọc đắm chìm sông sâu. Mặt trời vàng và mặt em nâu, cho anh gửi gọi một câu thơ. Gặp nhau cái thuở ban đầu, áo xanh áo ơ xanh mà em mặc một màu thiên thanh. Dạng em thì rắn đi, đẹp tựa trong tranh. Tình trong đôi mắt mà, tình trong đôi mắt duyên lành mình đã trao. Bữa sau em mặc áo vàng, áo em áo ơ em mà nở rộ một bông cúc vàng. Dịu dàng làn điệu dân ca mà nghe ai hát, mà nghe ai hát duyên thề của lứa đôi. Anh về hái nụ hoa xưa, gieo hương thơm cả đường đi lối về. Vẫn là em đó thiên đường anh mơ, mong rằng có chúng đợi chờ. Trong đôi mắt đó mà trong đôi mắt đó còn mơ những gì.
hoa. Dẫu đời còn lắm nhiêu khê, yêu em yêu cả bốn bể ao hoa. Dẫu đời còn lắm nhiêu khê, cho anh gửi Huế này một câu thơ. Chúng ta vừa đến với Áo Hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc với phần thể hiện của Trung Nghĩa và Mỹ Phụng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin phép mời chị Tư được không ạ? Cái tiếng đàn nó rao lên là chị đã cảm thấy xao xuyến trong lòng. Tại vì chị, những cái bài mà em nghe về Huế rồi em nghe tự nhiên thấy một cái gì đó nó rất là nên thơ và nó lãng mạn lắm. Rất là thích. Nói chung hai đứa hôm nay về cách diễn mọi thứ tụi em làm tốt. Nhưng chị có một góp ý nhỏ với lại Phụng. Mỗi lần mà em phát âm em nhả cái chữ ra nó quá mạnh, tại vì đã Huế thì em phải càng mềm mại và mượt mà hơn. Và đặc biệt những cái câu như nãy chị ghi là dẫu đời còn lắm nhiêu khê đấy, em bật cái âm ra nó mạnh, nó làm cho người ta không có thấy cái độ mềm mại, trong khi giọng em mềm được chứ không phải. Tại cái cường độ em bật ra nó quá mạnh ở những cái câu đó, mình phải mềm một tí xíu nữa là em sẽ thấy nó dịu dàng, nó đầm thấm trong cái bài hát này nhiều hơn. Giống như là Nghĩa thì Nghĩa làm tốt cái phần đó rất là mềm mại đó, em chỉ có bị tí xíu như thế thôi. Cảm ơn chị Cẩm Ly, xin mời anh Thân và Vũ. Đây chỉ là tiết mục thứ tư thôi, nhưng mà Vũ có thể chắc chắn đây không biết là hai bạn sẽ hát hay nhất ở trong chương trình hay là không, nhưng mà Vũ có thể chắc chắn đây là một trong những cặp mà tình nhất, đúng không ạ? Dạ. Về cái độ mà hòa quyện và nhìn xứng tầm và nhìn đáng yêu với nhau, Vũ khẳng định là từ dòng này hai em đã lột xác và có thể là đã có sự gần gũi với nhau nhiều hơn đó. Cho nên mà khi mà tương tác với nhau thì làm cho mọi người rất là thuyết phục đây là một cặp đang yêu nhau thiệt sự và đang dạo cung đình Huế. Anh cũng thấy cái điều đó khi mà quay qua nói chuyện với Vũ, là con bé này là tiến bộ quá. Đúng rồi. Từ lúc mà mặc áo cưới đó còn rất là lộng cộng, mà bữa nay nó rất là sang rồi, tóc dài rồi đi đứng diễn cây. Mặc dù là mượn cái áo của anh Quang Lê mặc cái áo dài mà sao nhìn như là áo mưa thế. Không, áo này là size của Quang Lê, vì lúc đó là anh Minh Vi quay qua nói rằng là hê, cái áo này là áo của Quang Lê rắn á. Ó đùng đó, em trai lúc em hát chủ cho anh tưởng nó Quang Lê thiệt á, hát mà ngọt ngào hốn rửa, đã câu cuối rất là tình luôn. Nói chung là một cặp xứng đôi vừa lửa, chúng ta đưa nhau xuống thuyền chèo vô thành nồi thôi. Để mái tóc như Quỳnh nữa nè. Quá dễ trơn á, dễ sợ lắm á. Mà trong cái ca khúc mà lúc anh hát với lại chị Như Quỳnh là có một cái đoạn là bức hoa đó, thì cái đoạn đó là trong cái phần thể hiện của anh trước đó có không anh, hay là cái đoạn đó anh chỉ cho học trò của mình? Thật ra cái ý tưởng này là trong ngày tập vợt, là bạn Nghĩa là bạn ấy tự sáng tạo ra mà mình thấy hợp lý. Cho em xin lỗi là ý tưởng này là thực sự là của chị Minh Tuyết đã chị cho chúng em, tại vì chị nói là chắc chắn sẽ có hai đùm hoa, nhưng mà em không nghĩ là có nguyên một cái cây bự như này. Như vậy là cũng cảm ơn cô Minh Tuyết đã biết cách hướng dẫn em sử dụng đạo cụ trên sân khấu. Bước rất nhẹ nhàng. Mà đúng là một động tác rất đơn giản mà lại là một cái điểm nhấn trong lòng những người xem, cho nên cái đó là rất là hay. Chị yên tâm, nói về diễn thì chị Tuyết yên tâm. Tôi thấy chị Tuyết ra thí sinh á, đứng làm dáng trong cái quạt nghiêng vậy trời ơi. Thấy rồi, rất là xuất sắc. Nói về diễn thì yên tâm, diễn xuất của bao quát sân khấu, làm chủ sân khấu là chị Tuyết là xuất sắc. Chả mấy khi nếu mà có cơ hội em nghĩ là nếu mà anh lên tái hiện lại cái cảnh mà anh bức cái hoa đến đưa cho chị Tuyết như thế nào vậy? Dạ. Yeah. Được không ạ? Mấy khi cho em mời hai anh chị lên diễn lại đúng cái cảnh đó, xong anh chị Tuyết đứng đây, xong anh lên lại. Cái vấn đề như vậy, cái hoa đó phải được hái và được tặng từ một cái người mà làm cho chị Tuyết phải xao xuyến thì chị nhận hoa nó rất là happy. Yeah. Còn nhận với một cái hoa từ một anh chàng ở trên sân khấu là mình phải nhập vai. Yeah. Nếu một người nghệ sĩ giỏi thì người đối diện mình là ai, nhân vật tình yêu thì phải thể hiện ra là nhân tình thì mới đúng là một người đúng ca à. Sĩ giỏi. Chăm nghe không bằng một thấy. Và
Vâng, thì có thể em mời anh chị lên tái hiện lại cảnh này được không ạ? À? Dạ, một tràng pháo tay cho quý vị. Vâng. Bây giờ muốn thì chiều thôi. Nói về diễn là chị đâu có sợ. Rồi. Tôi đã hát với bao nhiêu nữ ca sĩ rồi, tôi cũng đâu có sợ. Diễn dữ lắm chứ bộ. Thưa quý vị sẽ thấy phiên bản hái hoa trao tình. Trước thích là hoa gì? Ôi, cái này hoa đẹp quá Lê. Tiếp thích không? Lê sẽ hái. Tướng ơi, tướng ra đây đi, Lê tặng nè. Anh về hái nụ hoa xinh, gieo hương thơm cả đường đi lối về. Dẫu đời còn lắm nhiều khê, yêu em yêu cả buồn buồn bề áo hoa. Hai đứa mình đi nghe. Ok. Quá hay. Wow, thưa quý vị, quá xuất sắc. Chị Tuyết là rất nhập vai và anh Lê thì rất là gentleman. À, tất cả các em phải nên học hỏi. Đừng có nghĩ anh Lê là không ấy nha. Anh Lê nãy diễn rất là hay luôn á. Cho một tràng pháo tay cho anh Lê nữa đi à. Thực tế là hai em đã làm quá tốt. Thực sự là không, thì hồi nãy Ly là Ly khen về phần diễn của hai đứa hôm nay tốt. Thưa quý vị, phần thi tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc đã từng làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Hãy Trả Lời Em, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Nghĩa. Và hãy cùng chào đón trên sân khấu hai chiến binh của đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Dương Trự Vũ. Xin được giới thiệu Diễm My và Ngọc Hiếu. Phải cho con tim em xót xa
trời ta cơn mưa, mây sẽ lại bay. Trả lời em rằng cuộc tình chúng mình không bao giờ tan. Em hỏi anh đến khi nào anh đi chung đường người ta. Anh cười với em rằng tình yêu đất ta mãi mãi chung một đường. Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi. Được, cảm ơn phần thể hiện của Diễm My, Ngọc Hiếu cùng với vũ đoàn Bước Nhảy. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các huấn luyện viên. Em mời anh Lê. Anh Lê thì thấy đây là một tiết mục rất là đẹp. Nói chung là hai bạn diễn rất là tự tin, hát rất là đồng điệu. Hôm nay á, bạn nữ chị thấy đẹp hơn lần trước rất là nhiều nè. Những cái phần đầu em hát á, ngày hôm nay á, khi mà em xuống thấp chị thích. Em hát nghe rất là rõ, rất là ấm. Khi em lên cao em đông, em hát cái vòm họng, em hát cái vòm, cái âm thanh nó, cái vị trí âm thanh em nó nằm ở bên trong hơi bị nhiều. Ví dụ như nếu mà em cho nó thoát ra ở ngoài một chút, sẽ biết là em hát rồi. Nhưng xôm đấy, em nó nằm ở trong đây nhiều. Khi mà mỗi lần em lên cao thì nếu mà em bớt cái đó đi và thoát cái âm thanh ra chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Mà hai em giống như là bù qua sức lại, còn bạn nam á thì lại cái âm sáng, âm cao á thì lại có rất là nhiều, nhưng mà âm trầm á thì bạn lại không có nhiều như bạn nữ. Nếu như bạn nam học thêm cái, luyện thêm cái âm trầm á thì khi mà bạn xuống những cái nốt thấp á nó ấm hơn một chút xíu thì cái giọng bạn nó sẽ rất là đặc biệt. Thì cái đó là mình chỉ góp ý cho cái tương lai của em thôi, cái giọng hát của em thôi. Bài hát này thì hai bạn làm rất là trọn vẹn. Cảm ơn hai bạn. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị Tuyết. Cảm ơn Tuyết nhiều. Tuyết nói rất là đúng luôn. Tại vì là những cái em mà hát bằng bản năng, hát bằng cái lồng ngực của mình á, nó ra cái tiếng hát thật màu sắc, bản sắc của mình. Nhưng mà nó hại lực và hại cổ nhiều lắm. Nhưng mà do em hát quen từ nào giờ em hát tự phát một cách tự nhiên hoàn toàn. Nên bây giờ bắt em đẩy cái âm thanh lên trên phải cần một thời gian để mà tập hát riết rồi mình tự đẩy được. Tập tiếp để thoát nữa.
đã thoát hơn rất nhiều lần trước rồi. Bây giờ mình nghe chị Ly và anh Minh Vy nói ha. Và tới giờ phút này tôi khẳng định là tôi đang xem một cái show Bolero và Hưng hay là Sài Gòn và Hưng. Đại Minh Show. Ví dụ bây giờ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, Đại Minh Hưng chi hàng tỷ tỷ kể luôn cả những cái hộp xoàn giả. Ê quên, xin lỗi, hộp xoàn thiệt. Rồi hộp xoàn vàng đính lên trển, dư là thảy xuống quần áo, thảy xuống giày dép lum chân á nha. Đó là phương án thứ nhất. Mà phương án thứ nhất khó xảy ra. Phương án thứ hai là tất cả các kho và nhà ở Đại Minh Hưng có gì đem ở đây hết. Trong tất cả các show của anh Hưng là tôi thấy bóng dáng này hết. Trời ơi trời. Đúng. Cái gạch đầu dòng đầu tiên của chị là gạch quạt lông đẹp quá. Cái quạt lông mà trong cái dàn dựng này nó quá đẹp, Ly bị thu hút bởi nó luôn, rất là đẹp luôn. Từ từ hả? Anh Như Hưng ở trong kho có nhiều đồ lắm á. Vậy hả? Qua phá kho đi. Tập sau chinh phục hai em tư qua mượn bớt. Anh Hưng cho mượn nha. Em gái, hôm nay 9 điểm. Tôi muốn hỏi một điểm bị vấn đề gì, có gì bị phải khai thiệt trước khi để khám phá. Dạ, do trang phục của em ạ. Chính xác. Phải lộn thộm phải không? Trời ơi. Dạ không. Dài quá. Không, hôm nay anh thông cảm cho em. Anh thông cảm nha. Anh chia sẻ luôn để cho đỡ cho em á. Là những bước đi của em không còn tự tin nữa, vì những cái váy nó lộn thộm quá. Dạ đúng, nó đúng. Bước đúng, bên này, đúng. Bước bên trái, bước bên phải. Rồi em đi chi phối. Em chỉ hát hay khi em đứng yên một chỗ thôi. Tại lỗi anh Hưng đó. Yeah. Nhưng mà em xin phép, em xin lỗi là tại vì có lẽ là do bạn mang guốc hơi thấp á, chứ nếu bạn cao trời, mang cao một chút dạ, nữa em mang, thì em nó sẽ thấp quá, con mét con 1.7 à. 1.7. Cái cà kheo ngoài đường. Rồi cái hộp à. Bây giờ phải cho coi đôi giày thì kể cả đôi giày cũng dư hộp để mà dán lên. Em xin lỗi, em đưa cái chân em ra anh coi coi. Đó, trời ơi. Rồi. Thưa quý vị, 8.000 hộp kim cương đính trên đôi giày này. Em tự đính hả cưng? Vậy anh hiểu rồi. Khó khăn là tại do đính hộp xoàn nhiều quá cho nên bé nó nặng trong cái chuyện di chuyển. Bạn đó bạn đi, bạn sợ đau đâu quốc. Em nghĩ là anh Hưng sẽ có rất nhiều điều để chia sẻ. Ngắn thôi. Chắc chắn rồi. Câu hỏi đầu tiên là mọi người đang thắc mắc là có phải là tất cả những cái bộ đồ đẹp này nằm trong cái Diamond Show của anh Hưng không? Mới hết. À, xin thưa là không, phải may mới hoàn toàn 100%. Yeah. À, những cái quạt lông nó cũng phải làm mới lại luôn. Chỉ có cái váy để dành cho người 1.7 và em bé này cao 1.51 thôi, được không? Đó, thế là nó mới ra cớ sự lùng thùng như vậy. Đó, làm cho bài hát của em. Tôi nghi liền. Lỗi cũng có anh trong đó chứ, không đổ lỗi cho ai hết, anh có lỗi. Bao nhiêu tiền là hai anh em bỏ ra để mà may áo cho mấy thí sinh và dàn dựng hết rồi. À, nhưng mà được cái là nhìn rất sướng mắt và nghe rất đã tai và thấy mấy em vui và mấy em hạnh phúc là Vũ và Hưng cũng hạnh phúc luôn rồi. Dạ vâng. Sự đầu tư của các huấn luyện viên, sự tâm huyết họ dành cho các thí sinh của đội mình, nó cũng góp phần mang đến cái thành công chung cho chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca của chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
lặng lẽ, đàn chim giật mình biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá hạt sương lìa cành, đời mong manh quá kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tan bình minh. Đường xưa quen lối, tình dối người mang, tình duyên trăm mối, một kiếp đã đoạn. Cố tìm tình trong chân ngổn ngang, còn bao tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau. Nhớ em vội vàng trong nắng trưa, áo vai trời đổ cơn mưa, vâng khuôn khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón đưa. Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai, gió sương hòn cả mãi mãi, đôi chân chênh vênh con đường nhỏ, nghiêng nghiêng bóng em gầy. Vâng em đời còn ai với ai, lá khô mùa này lại rơi. Thương em mênh mông chân trời là bơ vơ trốn xa xôi. Vắng em đời còn tôi với tôi, ngất ngây men rượu say, đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ cô đơn cùng với tôi về. Đường xưa quen lối, tình dối trong môi, một kiếp đã đoạn. Sáng chưa khuya tối, nhìn quanh một mình, đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Xin mời Lê Huy và anh Duy. Quá hay đúng không thưa quý vị? Hai tuyệt phẩm cùng tên một mình của hai nhạc sĩ là Lam Phương và Thanh Tùng, với phần thể hiện của hai bạn đã chạm đến cảm xúc của tất cả khán giả. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Đây là hai chiến binh của đội, anh Vi và chị Ly. Xin mời chị Tuyết, anh Lê. Bây giờ là cái chưa có coi bài hát nào mà thấy sợ như bài này. Đó là một ý tưởng rất là rùng rợn. Hồi nãy lúc mà hai bạn ngồi trên cái ghế mà đèn tắt, mà chiếu cái đèn phất phơ, trời ơi, nhìn là nổi da gà. Tuy nhiên anh Duy là có một chất giọng rất là tốt và anh hát rất là thoát, hát bằng kỹ thuật có thể thấy được. Còn riêng anh Lê Huy thì có một cái màu giọng đẹp, tuy nhiên cái cách hát và
cái cách lấy hơi của anh mà qua quan sát của tôi thì anh chưa có học thanh nhạc, mà đặc loại là học cái lớp voice. Tại vì anh hát bằng cái hơi ngực, anh cố gào lên nhưng mà nó không thoát, bởi vì anh hát sai cách lấy hơi. Nếu mà mình tận dụng hít hơi vào đây, nếu những người nào mà đi học nhạc rồi đó, học hát rồi đó, thì biết là tận dụng từ hô, còn anh ha, là như vậy. Nghe nó khổ lắm, nghe nó khổ lắm. Tại vì lấy hơi sai. Thì hồi nãy giờ ngồi mà thấy cái gì mà tiếng lại cười. Không, áo dài cho nó treo, không có sợ mà la. Không, lê la nó sợ quá. Không phải. Thì mỗi lần mà anh la đó là mình thấy là ồ, như vậy là tổn thương cái thanh quản của anh. Trong khi bên anh đây thì anh lấy hơi ở bụng, nhìn cái người rất là thanh thản, lấy lần hơi rất là thoát ra. Còn bên đây một lần lên là rất là đau đớn. Thì ở một cái vị trí người xem hát thì mình thấy thương cái người hát. Đây là một cái dàn dựng rất là thú vị và ấn tượng. Hai chiếc áo dài phất phơ như hai con ma. Trời ơi. Wow. Thế đúng rồi anh, tại vì họ đã ra đi rồi. Dạ, vâng. Trời ơi, mà... em nói mà giống như nó không có chút xíu là ảm thôi hả? Miếng nghệ thuật vậy thôi. Chút xíu nghệ thuật, chút xíu. Mà anh Hưng à? Đúng là một tiết mục gây ấn tượng. Ngay từ cách bài trí rất đơn giản thôi. Cách đặt đèn và cách sắp xếp bài hát rất là thông minh. Thật lòng là tiết mục này tôi với Quang Dũng cùng với Dương Chị Vũ cũng đã từng thể hiện. Với cái bài này nha, tôi nói thiệt là tôi dành tất cả những lời khen, lời trân trọng, ngưỡng mộ dành cho cái người đã làm ra tiết mục này là anh Minh Vi. Hai em với hai cái ngoại hình này vô cùng phù hợp luôn, dễ thương. Nhưng mà cách mà để chơi hai bài này nó nặng đô lắm, rất nặng đô. Và để mà đạt được cái cảnh giới mà hát bài này mà đi vào thẳng trong tim người ta mà cào xé những kỷ niệm, những vết thương á, thì anh nghĩ là tụi em hát chừng 10 lần nữa thôi là sẽ ra kết quả đẹp. Hai em có giọng rất là tốt, nhưng mà nó thiếu một chút tình cảm và cái chiều sâu của một người già, một người lớn tuổi, một người mà đã tới gần cuối cuộc đời rồi, nhìn lại thấy mình không còn ai hết. Thì cái dĩ nhiên với cái tuổi trẻ này thì cái làm sao mà cảm nhận được. Kể cả Vũ cũng phải tưởng tượng ra, coi phim rất nhiều mới tưởng tượng ra được. Mặc dù đã làm cho già đi nha, già sâu nhưng rồi mà vẫn còn trẻ và đẹp trai lắm. Mời chị Ly và anh Vi. Khi mà anh Minh và chị đưa cho tụi em bài này cũng có nói rằng chắc chắn tụi em sẽ bị soi. Và hai cái bài này tại rất là nhiều người biết và họ thích, cho nên là cái độ trải nghiệm trong bài này tụi em chắc chắn sẽ bị điều đó. Và tụi em bị áp lực về hai cái bài này rất là nhiều. Hôm nay thì thật sự là tụi em làm quá tốt so với chị nghĩ, so với cái lúc đầu mà tụi em nhận cái bài này mà hát cho chị nghe. Và chắc chắn là không thể nào có được những cái sự trải nghiệm giống như anh Hưng nói, thì chị hiểu điều đó. Và chị sẽ lý giải cái giọng của Lê Huy hôm nay. Chị ở đây rất là căng thẳng và sau khi em hát xong chị mới thở phào. Là xin được chia sẻ với các huấn luyện viên là mấy ngày nay Huy rất là căng thẳng bởi vì đang bị ho rất là nhiều. Cho nên hồi nãy cái chỗ mà một kiếp đa đoan, chị căng thẳng lúc đầu em và lúc sau, cho nên là em phải dùng hết lực để cho nó không gãy cái câu đó. Cho nên anh Lê mới nói là trông có vẻ như em gào, còn nếu em không làm như thế thì âm không thể hát. Tại vì em đang ho, cái cổ em nó ngứa như thế. Nhưng mà em vẫn làm tốt cái điều đó, là một cái điều chị thở phào nhẹ nhõm. Trong tiết mục ngày hôm nay giao cho tụi em một cái gánh nặng quá. Tụi em cũng đã vượt qua cái ngưỡng an toàn của mình và một cái màu sắc mới mà tụi em chưa bao giờ hát để mà có được ngày hôm nay. Chúc mừng tiết mục của hai đứa. Anh cảm ơn ạ. Anh cảm ơn các bạn hóa trang cho hai đứa. Để mặc dù hai đứa có hai mấy tuổi à, 23-24 tuổi mà anh lên kêu bằng anh hoài suốt anh mừng dễ sợ luôn. Nhận xét là kêu anh suốt luôn, anh bên này và anh bên này. Quang Lê ngại miệng liền đó, sức mấy dám kêu bằng em liền. Kiểu người bắn mà. Lê kêu anh là có lý do. Tại vì hồi nãy giờ đứng đó Lê vẫn còn nhập tâm cái kịch bản của anh dựng lên. Cho nên phải kêu cho nó trịnh trọng. Tại vì cái kịch bản hay quá, tôi nhập tâm tới giờ vẫn còn nè. Thật ra cái bài mashup này đó, mỗi khi anh làm một cái mashup á, anh rất là kỹ, anh viết từng chữ và anh coi xem là có chỗ này có qua được và có thuận với cái lời hay không, rồi anh mới đặt vào. Và khi đọc cái lời, không thể nào biết được cái nội dung câu chuyện đi suốt từ A đến Z, rất là trơn tru. Tụi em chỉ bị một lý do duy nhất là tụi em chưa có tên tuổi. Dù tụi em có hát tốt cỡ nào, nhưng cũng sẽ một cái sự so sánh, định kiến. Tụi em còn quá trẻ để hát bài này. Và tiết mục này
chỉ là hai cái ghế đơn giản cùng với hai cái áo dài. Lúc đầu anh biết tụi em nhìn vô cũng sợ lắm, sao anh ơi sao có hai cái ghế không vậy. Nhưng đôi khi cái đơn giản nhất là cái hay nhất. Cảm ơn nhạc sĩ Minh Vy. Vòng đối kháng, vòng thi đấu của những sự bất ngờ và thú vị. Và bây giờ đã đến lúc các chiến binh của đội Minh Tuyết, Quang Lê thể hiện khả năng của mình trên sân khấu. Ngoài hiên giọt mưa thu thanh thó xưa, trời lắng u buồn, mây hắt hiu ngừng trôi. Tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu, em không quan tâm anh giờ đang ra sao, nhưng em quay lưng không biết bao. Tụi em hát rất là hay và rất là máu, rất là thú vị. Em nhắm nghiền mắt em phê cái câu hát của em. Tụi em thật sự là những viên kim cương rất là tuyệt vời. Cái cách dàn dựng của Tuyết á, nó phong phú. Đây là một cái cách xếp bài rất là thông minh. Chị Tuyết vô cùng hạnh phúc và thấy cái công sức mình bỏ ra thật là xứng đáng. Tất cả đều rất tài năng, nhưng chỉ có những thí sinh xuất sắc nhất mới được các huấn luyện viên lựa chọn để đi tiếp vào vòng sau. Người đó sẽ là ai? Và để bắt đầu cho đêm diễn của đội Minh Tuyết Quang Lê, chúng ta hãy đến với phần chào sân của MC Nguyên Khang. Nguyên Khang xin gửi lời chào đến tất cả quý vị các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh Song Ca 2018. Và trước khi đến với những phần trình diễn hấp dẫn của các thí sinh, hãy cùng nghe hai huấn luyện viên Minh Tuyết, Quang Lê giới thiệu và chia sẻ về những tiết mục trong đội của mình. Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với team Quang Lê và Minh Tuyết. Và Quang Lê và Minh Tuyết cũng rất là hạnh phúc khi mà các bạn đã đến một cái vòng rất là quan trọng. Và chúng tôi phải làm việc rất là nghiêm túc từng ngày từng giờ để mà chọn ra bài bản cũng như là chia cặp để làm sao mà các bạn có thể hay nhất tỏa sáng trên vòng đối kháng. Trong cái vòng đối kháng này á, thì hiện tại giờ đội mình có 10 cặp. Bây giờ 10 cặp này mình chỉ làm thành có 5 tiết mục thôi. Có nghĩa rằng là 2 cặp sẽ trở thành 1 tiết mục. Và vòng này nó hơi căng thẳng một chút xíu ở cái chỗ rằng là 10 cặp nhưng chị Tuyết và anh Lê phải loại hết 5 cặp trong vòng này. Đó là một cái điều phải nói rằng là rất là gay gắt và khó khăn cho anh chị cũng như cho tất cả các em, cho nên cố gắng nhé. Và bây giờ chị bắt đầu chia cặp từng tiết mục nha. Tiết mục đầu tiên rất là trẻ trung, sôi động, hấp dẫn, cá tính. Dễ thương lắm. Rất là dễ thương và không có ai khác hơn mà 4 người thí sinh rất là trẻ tuổi trong đội của mình, rất là cá tính trong đội của mình. Đó là Mỹ Linh, Ý Nhi, Minh Tân và Hải Yến. Một bài hát rất là hay. Nhưng mà cũng sẵn đây chị cũng muốn thông báo cho tất cả các bạn trong đội biết một điều như thế này. Mỹ Linh sẽ rời khỏi chương trình của chúng ta vì một cái lý do cá nhân của chuyện gia đình nên không có thể tiếp tục cuộc thi này nữa. Cho nên cái tiết mục này sẽ chỉ còn lại Ý Nhi, Minh Tân và Hải Yến mà thôi. Vắng đi một người có nghĩa là thêm cơ hội cho một người nữa. Vâng, đó có lẽ là một cái điều cũng không được vui lắm, nhưng mà ngược lại lại vui khác cho các bạn thí sinh vì mình có thêm một cơ hội để lọt vào vòng trong nha. Cho nên các em phải cố gắng. Và hôm nay thì các bạn lại không thấy có Hải Yến ở đây, cũng là vì một cái lý do là Hải Yến bị bệnh, cho nên đã hẹn với bác sĩ rồi nên cũng không có thể nào tới đây trong cái giờ phút này được vì đã lấy hẹn rồi. Cho nên Hải Yến có xin phép để đi bác sĩ, cho nên các em đừng buồn, Hải Yến sẽ có mặt trong những vòng tới để mà tập vợt với các em nhé. Và chị cũng thông báo thêm một điều, có thể sau lần này vào vòng trong nữa, có thể chị sẽ giữ nguyên tất cả các cặp, nhưng cũng có thể chị sẽ xé lẻ ra hết.
Nếu chị cảm thấy giọng các bạn hợp với nhau, chị chưa quyết định là sẽ xé ai, nhưng chị mong rằng tất cả các em khi mà thể hiện thì hãy thể hiện hết mình, tập trung cao độ tất cả những gì anh chị chỉ dạy cho các em. Ok, chúc mừng các em ra nha, đến với vòng đối khác. Bây giờ mình phải làm một cái khẩu hiệu để mà giữ tinh thần cho nhau. Team Quang Lê và Minh Tuyết quyết thắng. Mình làm khẩu hiệu nha. Team Quang Lê Minh Tuyết quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng. Yeah. Cho ta không lạc lối khi lòng ta còn mang những nỗi cô đơn ở nơi ấy. Ngày anh đi giọt buồn trên mi, mình nói với nhau những gì về nơi đây, về ngày tháng ấy. Nỗi nhớ anh từng đêm em giờ đã cố quên. Quên nhau được đâu những ngày trôi quá lâu, người yêu dở. Sao trong em dối bời từ lúc anh đi, ai trong hai ta đúng hay sai? Mặc cho em yêu đuối vô cùng, anh cứ đi. Sẽ không còn cô trai phải, và sẽ không còn cô đúng sai. Bước chân hai ta đã trượt dài, và lỗi lầm này cũng chẳng do ai. Tình yêu vẫn là giữ trong nhịp thở, dù cánh cửa đã không còn rộng mở. Trái tim em vẫn cao cất mong chờ, để dù chỉ đêm dài một mình bơ vơ. Cùng nhau quay lưng đi ai ơi, thì không thể nhìn về một phương. Như vọng cùng nhau tới thiên đường, tôi chìm rồi trong màn sương. Anh cho anh bao nhiêu yêu thương ấy, dù cùng thiên lời đã thay. Em vẫn tiếp yêu thương vào chân đây, tôi bây giờ anh không còn nơi đây. Em không quan tâm anh giờ đang ra sao, nhìn em quay lưng không biết bao. Chẳng đường nào dài bằng ngày mai, yêu thương trong em là phôi phai. Em tin em cũng là mãi mãi, là mãi mãi, là mãi mãi. Nỗi nhớ anh từng đêm, em giờ đang cố quên. Dẫu chẳng mang anh đi về bên em, có quen nhau được đâu những ngày trôi quá lâu. Người yêu ra trong em dối bời từ lúc anh đi, ai trong hai ta đúng hay sai? Mặc cho em yêu đuối, yêu đuối.
trong hai ta đúng hay sai. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa đến với ca khúc Quay Lưng với phần thể hiện của ba chứng minh đội huấn luyện viên Quang Lê và Minh Tuyết. Xin được giới thiệu Hải Yến, Minh Tân và Ý Nhi. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét đầu tiên đến từ gia đình của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Dương Trường Vũ. Trước tiên là khen về trang phục, hình ảnh bên ngoài rất là đẹp. Cách dựng bài cũng có điểm nhấn rất là đặc trưng, và nó có một cái phần đặng người ta phải nhớ với tụi em. Tụi em thật sự là những viên kim cương, nhưng mà người ta chưa có cắt tụi em thành những cái đường cắt nó tinh tế, chứ tụi em là những viên kim cương rất là tuyệt vời, tố chất nhiều lắm luôn á. Yến, anh thích cái chất của em, nhiều những cái màu sắc trong cái giọng của em á rất là hay, nhưng mà em phải để ý những cái nốt mà em làm cho nó chín tí xíu. Có nghĩa là cô ấy muốn feel cho nó lạ, nhưng mà nhiều khi nó bị non, mình nghe giống như nó hơi bị không tới, đúng không? Ừ, nó hơi bị khó chịu tí xíu. Mà thật ra thì cái sức của em dư làm điều như đó, dư luôn, nó hay lắm luôn. Anh rất thích giọng của Yến nhất. Rồi tới phiên Nhi, em là một cô gái sẵn sàng nổi loạn, chỉ cần quăng đúng môi trường thôi đó, và em sẽ được chơi hết mình với cái màu sắc âm nhạc đó. Chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi là em sẽ là chị đại liền. Rồi Tân, anh cũng biết em ở những cuộc thi khác, thì ngày hôm nay em đã có cái sự tiến bộ khá là nhiều. Đúng. Màu sắc âm nhạc rất riêng, khuôn mặt rất là nghệ sĩ. Nói chung cái tiết mục này chỉ có một chiếc ghế thôi đó, để có thể giải quyết được vấn đề mà cần nói nhất trong câu chuyện này, trong bài hát này. Là tiết mục thú vị, rất thú vị, rất đáng xem. Cái bè tuyệt vời, và tụi em giữ cái cao độ bè tốt nha. Có chút xíu với cô bé chị Đại Ý Nhi, lưu ý cho anh chút xíu. Mình cá tính, đúng, em không có sai, nhưng mà em máu quá đó. Em hát lúc mà em kéo nè, xa giờ, quá. Sao chứ, là cái tay em đang bỏ mic xuống đây luôn nè. Em quên cả cái mic. Hát thì hát, nhưng mình đang thi hát mà, em không? Chị máu quá cái gì nè. Cái đoạn đó, nhớ chút xíu đoạn đó. Em cá tính đó, nhưng mà tại anh nhắc nhở là vì anh muốn em tiến bộ, hiểu không? Thật sự ra rằng là ngày hôm nay tụi em hát không có bằng cái lúc mà chị tập cho các em. Hay em, rồi. Tụi em ơi, hát rất là hay và rất là máu. Và chị biết được rằng là ai đã sai trong bài hát này ngày hôm nay. Nhi, em sai quá nhiều trong bài này. Không phải vấn đề là em để microphone xa, và cả cái câu của em hát em cũng quên luôn. Mặc cho em. Em quên luôn. Và cái điều chị rất là khen ở Tân ngày hôm nay, em tiến bộ rõ rệt những gì chị dặn Tân. Mình, thứ nhất, em bị thiệt thòi một chút xíu. Em hát cái bài này thì cái giọng của em nó không có được hát đúng cái tông của mình, nó hơi bị thấp. Và em lại là một chàng trai giữa hai cô gái vô cùng cá tính như thế, cho nên em phải có một cái character của mình, phải có cá tính trong từng câu hát, cho từng cách diễn xuất của mình, trong từng cách thể hiện. Và hôm nay Tân đã làm được điều đó. Và cả lúc mà Tân thấy bạn của mình sai, Tân nhảy vào luôn. Chị thấy được cái điều đó ở Tân, và điều đó chị đánh giá rất là cao ở Tân, điều đó. Mặc dù Nhi em có cái chất giọng rất là khỏe, rất là strong, rất là tốt, và những câu chị chia cho Nhi cũng là những câu rất là sáng giá trong bài, nhưng ngày hôm nay Nhi đã không làm được những gì tốt hơn trong lúc Nhi tập, và đã làm cho cái bài nó không được trọn vẹn như ý chị mong muốn. Còn về Yến, rõ ràng là giọng Yến là một giọng rất đẹp, và từ phong cách, hình thể, hình thức của Yến, tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt vời, rất là beautiful. Nhưng nếu mà nói đúng ra, Yến có thể hát hay hơn ngày hôm nay Yến đang hát. Mà ngày hôm nay chị thấy Yến thực sự chưa có tỏa sáng như thực sự những gì mà Yến có trong mình. Những vốn liếng của Yến chưa có bung ra như những lần Yến tập. Nhưng mà chốt lại thì các em cũng đã làm rất là tốt rồi. Rất là dễ thương, rất là cá tính, rất là tuyệt vời. Chỉ đều là không được hoàn chỉnh như ý chị mong muốn thôi. Nếu có cơ may lọt vào vòng trong, nhớ những gì chị dặn nhé. Ok, I love you. Vâng, cảm ơn.
Cảm ơn ba bạn rất là nhiều và hy vọng là các bạn sẽ tiếp thu những ý kiến của các vị huấn luyện viên để hoàn thiện mình hơn.